Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video tiếp theo của mình trong ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, ông Jack Wilson, 73 tuổi, đã chuyển từ Mỹ sang Việt Nam mình sinh sống kể từ năm 2016 sau khi ông kết hôn với một người vợ gốc Việt. Ông nói ông hài lòng với cuộc sống ở Sài Gòn, nơi ông cảm thấy nhiều nét tương đồng với thành thị ở Mỹ trong những thập niên trước đây. Với sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại và chi phí sinh hoạt ở Việt Nam, điều mà ông muốn nói đến đó là nó rẻ và hợp lý hơn rất là nhiều so với cuộc sống tiện nghi ở Hoa Kỳ, giúp cho ông cảm thấy nhịp sống nó dễ chịu hơn khi với tuổi già và mới mức lương hưu mà ông đang có. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng yên ả và sóng gió đến với ông từ chính một số người sống trong xóm nhỏ ở quận Bình Thành ở Sài Gòn. Ông Jackson vô cùng khó chịu và bức xúc khi chứng kiến những người thẳng tay xả rác ra đường và cả tè bậy vào tường người khác hai các cục nhậu nhẹt đến đêm khuya, đi kèm với la kẹo kéo, hát hò âm mỉ cả một xóm làng. Tôi biết rằng đó là những người mà kể cả nghiêng nghiêng một xóm chẳng ai ưa họ, không tôn trọng người khác và cũng không tôn trọng chính gia đình của mình. Thế nhưng có vẻ như mọi người trong xóm đều làm ngơ và không nói gì. Người dường như không thích đụng chạm, và ông kể lại với tờ báo trong nước về Russia như thế. Là một người thẳng tính, ông đã góp ý một cách trực tiếp với họ về nếp sống mà ông cho rằng không lành mạnh và thiếu tôn trọng cộng đồng. Nhưng không phải ai cũng có thái độ cầu thị và muốn vươn lên và muốn thay đổi trở thành con người tốt hơn. Và hàng xóm đã trả đũa bằng cách ném rác vào vườn nhà ông, hay thậm chí là leo lên tường nhà để phóng uế. Ông đã phải lắp thêm camera xung quanh để ngăn những hành vi xấu xa đó. Ông cho biết, một hàng xóm khi bị nhắc nhở đã nổi khùng lên với ông và không thèm nói chuyện với ông trong suốt 6 năm qua. Nhưng tôi không quan tâm, cuộc sống sẽ có những người không thích bạn, dù cho bạn không làm gì sai và bạn phải chấp nhận điều đó, ông đã chia sẻ như vậy. Cũng một trường hợp tương đồng như vậy, Alexander mang quốc tịch Canada cũng gặp nhiều xích mích và va chạm với hàng xóm khi mới chuyển về Sài Gòn sinh sống hơn 4 năm trước, và đặc biệt là về nếp sống sinh hoạt quá khác biệt so với văn hóa và tầm ý thức của con người. Người này chính là thầy giáo dạy tiếng Anh, từng rất khó xử khi hàng xóm yêu cầu công an khu vực đến làm việc với chủ chỗ trọ vì anh làm rơi tàn thuốc lá sang nhà họ. Một lần khác, anh bất ngờ khi hàng xóm mang gà sống về nhốt ở trong lồng để ngồi ban công, gây ra mùi hôi khó chịu vì chất thải của con gà. Nhưng không giống như Jackson, rút kinh nghiệm từ 5 năm sống và làm việc tại Trung Quốc, anh chọn dĩ hòa vi quý, tránh cuộc sống lâu dài của mình bị ảnh hưởng bởi những xích mích không đáng có. Dù rất khó chịu trong các tình huống này, tôi luôn chọn tránh va chạm tối đa với hàng xóm, giải quyết vấn đề theo hướng ôn hòa nhất trong khả năng. Một phần là nhờ cách xử lý như vậy mà tôi đã không phải chuyển chỗ ở suốt 4 năm qua, anh chia sẻ như vậy. Khảo sát cho tập đoàn nhân sự Navigot công bố vào năm 2019 đã ghi nhận Việt Nam là nơi có nhiều ứng viên quốc tế mong muốn đến làm việc ở trong khu vực Đông Nam Á với tỷ lệ 30%, xếp sau đó là Singapore với 24%, Thái Lan là 17%, và trong số này khoảng 50% ứng viên muốn đến Việt Nam vì hứng thú với văn hóa và lẫn môi trường sinh sống chi phí khá rẻ so với thu nhập bình quân của họ ở nước sở tại của họ. Dù vậy, khoảng 60% trong số ứng viên nước ngoài chọn đến cho hay là họ bị quá sốc do thiếu sự chuẩn bị về tâm lý lẫn về kỹ năng về ứng xử đối với con người Việt. Các yếu tố chủ yếu dẫn đến sắc văn hóa đó là rào cản về ngôn ngữ và khác biệt giữa thực tế với kỳ vọng, và việc thiếu thấu hiểu và cộng đồng.
Nghiên cứu về sốc văn hóa của người nước ngoài tại Việt Nam được xuất bản vào ngày 23 tháng 4 trong tập san hội thảo quốc tế lần thứ 19 của Hiệp hội học ngôn ngữ bằng máy tính châu Á ASEANCO cho thấy sự chào đón và hỗ trợ từ cộng đồng mang tính quyết định đến quá trình thích nghi môi trường sống. Mới nghiên cứu cho biết bạn bè là người địa phương hoặc hàng xóm có xu hướng thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn là người lạ, giúp cho người nước ngoài mới đến vượt qua cơn sốc văn hóa và giảm căng thẳng tâm lý và hiểu được văn hóa và cả con người Việt Nam. Nhiều tác giả còn đề cập trường hợp người nước ngoài tham gia phỏng vấn cho hai cách làm quan hiệu quả nhất với cộng đồng người ở Việt Nam, đó là đi nhậu với những người ở Việt Nam. Người trả lời phỏng vấn thừa nhận rằng nhậu với hàng xóm ở Sài Gòn mà anh ấy hiểu hơn về địa phương, dù phải chấp nhận hy sinh một chút sức khỏe và kỷ luật bản thân của mình, hai tác giả đã viết trong một nghiên cứu. Thêm một trường hợp nữa, Bor 40 tuổi là cựu quản lý truyền thông trong một khách sạn 5 sao ở quận nhất ở Sài Gòn cho biết trong 5 năm sống tại Việt Nam, cô nhận thấy nhiều nếp sinh hoạt của người xung quanh rất là khác so với ở quê nhà Hàn Quốc của mình. Một số hàng xóm thả chó rong ngoài đường khiến cô rất là khó chịu và có nhiều fan hoảng sợ. Hay những người đàn ông cởi trần làm việc đi lại thản nhiên ngồi phố làm cho cô thẹn đỏ cả mặt. Tuy nhiên, Bora cho hay cô cảm thấy may mắn vì chưa từng rơi vào những xung đột khác đáng tiếc với hàng xóm. Cô luôn cảm thấy sự chào đón và thân thiện của xóm giềng và đồng nghiệp người Việt. Nhiều người sẵn sàng dành thời gian cá nhân để chỉ cho cô quán ăn, dắt cô đi chợ và giới thiệu cho cô thêm về thành phố và sự thân thiện này. Đó là điểm khác biệt lớn so với những năm cô làm việc tại Dubai, thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Là một trong những nước ở Trung Đông và hầu như là không quen ai ngoài đồng nghiệp của mình. Phần lớn cư dân xung quanh là người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới, nên những nét văn hóa khác biệt đang xen một cách dày đặc với nhau. Còn chuyện làm quen với hàng xóm càng thêm phức tạp. Cora đã kể lại, những khác biệt văn hóa tại Việt Nam vẫn dễ thích nghi hơn. Jefferson đã nói sau nhiều năm sống tại Việt Nam, ông cũng không còn quá bận tâm với vài trường hợp xích mích cá biệt mà thay vào đó là trân trọng những điều tích cực trong cuộc sống và tìm cách làm thân với hàng xóm láng giềng. Ông thường mang bầu, mang mướp hay chuối thu hoạch được từ ngay mảnh vườn rộng khoảng 100 mét vuông của ông trước nhà của mình để tặng cho hàng xóm láng giềng. Và nhiều người cũng khá là vui vẻ và thân thiện. Quý vị cũng vừa nghe xong một số cái câu chuyện, một số cái sự việc, một số của những khách nước ngoài và những lấy vợ Việt của chị các bạn. Đó, thì người ngoại quốc người ta đã về Việt Nam mình, người ta đã sống và định cư trên đất nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ 5 năm, 6 năm, 7 năm và những người tới 10 năm. Và người ta đã chia sẻ được cái cuộc sống ở Việt Nam mình khác xa với cuộc sống ở các nước trên thế giới như thế nào. Cũng như một cô gái Hàn Quốc của anh chị các bạn về Việt Nam mình, cô sống ở Dubai là một trong những đất nước đang phát triển đa văn hóa, đa dân tộc nhưng mà để làm quen với những người ở ngoài đồng nghiệp rất là khó, những người hàng xóm rất là khó, của chị rất là giao tiếp ra khó, nhưng đối với Việt Nam để giao tiếp và cuộc sống nó dễ thở hơn và nó thoải mái hơn và chúng ta làm thân với những người hàng xóm và chúng ta có thể đi chơi ăn uống với những người hàng xóm nó thoải mái hơn. Đó, rất là nhiều người đã chia sẻ của chị các bạn. Thì đương nhiên mỗi nơi nó sẽ có mỗi cái nền văn hóa khác nhau, mỗi nơi nó có một cuộc sống khác nhau. Thì đương nhiên khi mà chúng ta sinh sống lâu ngày, chúng ta thân thiện, những người nước ngoài người ta thân thiện với cuộc sống Việt Nam và người thấy ở sống ở Việt Nam rất là tốt và rất là khá giả và rất là nhiều người muốn đến Việt Nam theo khảo sát của các tờ báo nổi tiếng trên thế giới. Và như vậy thì quý vị của chị các bạn có cảm nghĩ như thế này của chị, thì trong thời gian vừa qua cũng rất là nhiều người Việt mình của chị các bạn xôn xao cũng chia sẻ trong tình hình sau khi đại dịch diễn ra, kinh tế ở các nước châu Âu, nhất là những nước ở châu Âu vì gặp rất là nhiều các biến cố, sự cố xảy ra và rất là nhiều người muốn bỏ rời về Việt Nam để sinh sống và định cư. Và của chị các bạn khi mà ta đã có một số vốn liếng, người ta về có thể mua nhà mua cửa và phát triển kinh tế tại Việt Nam.
thì quý vị cảm nghĩ như nào. Cũng như trong thời gian vừa qua thì cô anh chị các bạn, các video trước mình cũng chia sẻ rất là nhiều về một số Việt kiều nổi bật nhất, trong đó là có Việt kiều Dương Trung Hiếu đã làm rất là nhiều các cái video chia sẻ về cuộc sống của anh ở Việt Nam sung sướng như thế nào và ra sao. Anh đã chia sẻ rất là nhiều bỏ Mỹ Việt Nam cũng như nhiều Việt kiều cầm nghiện khác nữa đó cô anh chị ha, Việt kiều cầm nghiện. Thì cô chú anh chị các bạn có thể xem xét tham khảo và chị có thể cho ý kiến như thế nào về những cái chia sẻ của những khách ngoại quốc của chị ha. Khi đến Việt Nam mình sinh sống, mình định cư thì người ta chia sẻ như vậy, thì quý vị có ý kiến gì? Và quý vị có chuyện gì bà con Việt kiều về Việt Nam mình sinh sống thì có nên hay không, mình như thế nào, thì con có thể chia sẻ thêm bên dưới để cho mọi người có thể có ý kiến riêng quý vị ha. Thì video ngày hôm nay chia sẻ đến quý vị của chị như vậy thôi. Thì quý vị cảm ơn quý vị cô chú anh chị các bạn đã xem video từ đầu đến giờ. Kính chúc quý vị cô chú anh chị các bạn có sức khỏe bình an. Xin chào và hẹn gặp lại video sau. Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video mới trong ngày hôm nay. Thì trong cái video này cũng có một cái bản tin cũng khá là quan trọng cập nhật đến tất cả các quý bà con ở tiểu bang California, đặc biệt là ở quận Cam. Chúng ta nên hết sức cẩn thận. Bọn cướp vừa mới đột nhập vào một căn nhà của một gia đình gốc Việt trị giá 1,3 triệu USD và đã trói 5 thành viên của gia đình này lại, còn dùng súng điện để bắn một thành viên trong gia đình và ép buộc những thành viên trong gia đình này phải đưa cho họ tất cả những thứ quý giá ở trong căn nhà. Một người phụ nữ đã may mắn trốn ở trong tủ quần áo và đã gọi được 911. Sự việc thì mới vừa xảy ra của chị qua vào ngày hôm thứ hai vừa qua chị ha. Sự việc này và nhiều sự việc khác đang càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là những tiểu bang như Washington và California. Cục chúng cảnh sát cũng cho biết những tên cướp này đã mang theo vũ trang và đã đột nhập vào nhà của một gia đình gốc Việt. Một người đàn ông Việt Nam đã bị bọn chúng đẩy xuống đất và sau đó bọn chúng đã dùng súng điện để hăm dọa người đàn ông gốc Việt. Bốn thành viên khác ở trong nhà trong gia đình đã bị bọn cướp trói lại ở trong phòng khách, và trong khi trói tất cả những thành viên thì bọn chúng đã bắt tất cả thành viên phải khai báo tất cả những nơi cất giữ các đồ quý báu như là tiền bạc và nữ trang ở trong nhà. Thì ở trong ông chủ căn nhà triệu đô này là ông Tony Nguyễn, và ông đã nói rằng bọn cướp đã đập bể cửa sổ để chui vào nhà ông. Máy quay an ninh của gia đình đã thu lại được quá trình bọn cướp đột nhập vào căn nhà như thế nào và bắt giữ tất cả những thành viên như thế nào, bao gồm hai bé 7 tuổi và 14 tuổi bị bọn chúng trói và bắt nằm sấp trên mặt đất. Bọn chúng còn không ngần ngại chĩa súng vào những đứa bé để hăm dọa các thành viên trong gia đình. Người phụ nữ đã gọi cảnh sát và đã báo rằng cô ta đang cần sự giúp đỡ ngay lập tức và chỉ biết nói nhỏ là help me. Cảnh sát hỏi cô ta có chuyện gì đang xảy ra thì cô ta đã trả lời tôi không biết, làm ơn giúp tôi. Cảnh sát hỏi bà có ai ở trong nhà đúng không, bà nói có. Sau đó thì cảnh sát đã đến nhà vào lúc 10 giờ 40 phút tối ở tại khúc đường 8900 Park của Butterfield Circle. Sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường thì cảnh sát đã phát hiện 4 tên đang tẩu thoát bằng cửa trước của căn nhà. Những tên này đều đeo mặt nạ và có súng. Theo báo cáo của cảnh sát, một tên cướp đã bị bắt sau khi cảnh sát bắt gặp tên này quăng súng qua bức tường. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng 9mm. Khẩu súng này là một khẩu súng đã bị ăn cắp. Theo lời khai báo của cảnh sát, tên cướp đã bị bắt có tên là Danny Sunny, năm nay 27 tuổi. Hiện giờ thì tên này đã bị buộc tội bắt cóc và 5 tội danh cướp bóc với súng ống. Tất cả đều là trọng tội. Mức án của tên này đã bị nâng cao vì đã sử dụng súng điện và súng 9mm trong vụ tấn công của một gia đình gốc Việt này. Những tên khác đã tẩu thoát và cảnh sát vẫn đang truy tìm những tên này.
Các nạn nhân đã bao gồm một người phụ nữ lớn tuổi, một cậu bé 14 tuổi và một bé gái 7 tuổi không có thương tích nghiêm trọng đã được báo cáo. Tên cướp Sonny đã không đưa ra lời bào chữa nào trong phiên tòa xét xử ở nhà tù Santa Ana vào thứ Tư vừa qua, ngày 13 tháng 9. Hiện giờ thì phiên điều trần đã dời lại vào ngày 21 tháng 9 tại Trung tâm Tư pháp phía Tây ở Washington thuộc tiểu bang California. Theo chúng tôi được biết, thì ông Tony Nguyễn cùng vợ và hai người con và mẹ sống trong một căn nhà 3 phòng trị giá khoảng 1,2 triệu USD. Bọn cướp đã dùng súng để hạ gục ông Tony vì ông là người đàn ông duy nhất ở trong căn nhà. Và cũng như những bọn cướp ở Seattle thì họ nghĩ người Việt Nam mình rất là nhiều của cải để trong nhà, cho nên họ chuyên nhắm vào người Việt. Cho nên tất cả các quý bà con gốc Việt, khi mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta hết sức cẩn thận. Và khi đi cũng chỉ chúng ta không nên đeo khẩu trang hoặc những thứ quý giá, vì giờ là thời buổi loạn loạn, bọn cướp có thể làm bất cứ thứ gì để kiếm được tiền. Quý vị, cho nên thành ra trong những video trước mình cũng đã chia sẻ đến quý vị của anh chị rất là nhiều các cái câu chuyện, ví dụ như là ca sĩ Thanh Thảo để đi mua đồ để trong xe thì bị đập kính để lấy, còn một cô gái thì bị kẻ cướp đã theo về tận nhà đã lấy hàng trăm ngàn đô la của anh chị các bạn. Vì về tới tận nhà, khi mà nhìn người ta sẽ vô những cái trung tâm thương mại và thấy những cái người gốc Việt mình của chị mua sắm hàng hóa đắt tiền, nhiều tiền, thì người ta sẽ theo dõi về tới tận nhà và người ta sẽ thực hiện kế hoạch cướp. Cho nên tất cả các quý bà con gốc Việt chúng ta nên cẩn thận và chúng ta lưu ý ha. Cảm ơn tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã tham gia video đã xem video từ đầu đến giờ. Kính chúc quý vị, cô chú, anh chị, các bạn có sức khỏe bình an. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.